Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục sản phẩm mới số 12 của bán linh kiện.vn. Bây giờ đây chúng ta sẽ đến với sản phẩm mới của tuần này. Đầu tiên đó chính là bộ sạc ắc quy, có tính năng tự ngắt khi bình đầy, có đèn báo hiệu trạng thái pin. Sản phẩm thứ hai đó chính là động cơ phát điện, sử dụng để vận hành thiết bị, chế máy phát điện mô hình. Tiếp theo đó chính là máy bán mã vạch Bluetooth, thông số kỹ thuật và tính năng thì nằm ngay bên dưới. Sản phẩm thứ tư đó chính là máy tạo khí 220V, điện áp sử dụng là AC 220V, tính năng là sử dụng là máy tạo khí, máy sục khí cho bể cá, sinh vật. Sản phẩm thứ 6 đó chính là module LED RGB Uno. Tiếp theo đó chính là bộ chỉnh áp máy phun xương. Tính năng của sản phẩm dùng để điều chỉnh lưu lượng cho máy phun xương và tốc độ của động cơ. Tiếp theo đó chính là máy bơm bể cá. Và bây giờ đây chúng ta sẽ đến với sản phẩm cảnh báo của tuần này, đó chính là máy phun xương DC 12V DP521. Sản phẩm mới về của tuần này chủ yếu là các máy bơm, máy phun xương. Bạn có cảm nhận gì về những sản phẩm này? Hãy comment ngay phía dưới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký ngay kênh bên mình nhé.